Sài Gòn mình giới thiệu đến dòng đĩa Victor model W7 DVD. Dàn này thì rộng tốt cái chức năng, này có DVD nữa mà, DVD nhạc xem phim được luôn. Và hai ổ MD đọc tốt, có băng tép luôn chạy còn được luôn. Dàn này thì có dàn mã quang luôn nè, nhạc từ Smart TV chất lượng cao ha, nhạc YouTube tha hồ. Mình muốn nhấn mạnh này là dàn này nó có cổng USB nè, USB audio ha, đây là cổng USB DAC. Nhà mã nhạc số từ TV hoặc là máy tính hoặc là điện thoại hoặc là đầu các cái đầu rồi có ngõ ra USB. Để thường mình dùng cái máy nghe nhạc này nó có cái cổng USB ha. Đó, mình kết nối xuống cổng cáp và kết nối USB qua máy tính, nó nhận reverb và nó phát nhạc mà đi qua luôn. Đó, mình dùng cổng này là cổng USB ha, USB DAC nghe thông số chất lượng rất là cao anh em. Anh mãi nên công nghệ này cũng khá mới mẻ đúng không? Số anh em thích sưu tầm đồ cổ ha. Công nghệ USB này là một số dòng cao cấp mới có. Cổng USB ngõ máy in ha. Ngoài ra thì các chức năng kia là hoạt động tốt hết. Cái âm nhạc này rất là hay, đặc biệt dàn loa ba đường tiếng bass, treble và super treble thật anh ha. Bass bằng carbon mình cao su, tiếng bass rất là tròn và có ba đường tiếng trưng bày sưu tầm rất là đẹp và cái âm rất là chi tiết ha. Mình test chức năng CD. Cổng USB nó có tiện nên cái máy tính mình nghe không cần phòng gia cáp 3.5 không bị nhiễu, nên chất lượng rất là cao. Rồi mình test có chức năng CD. Anh em dùng cáp in ha, cổng cáp in rất là dễ kiếm ha. Đây là CD ha. Thì bên đây mình thử lại cái đây là cổng USB Type C ha. Anh em dùng cổng cáp cái đổi USB order go ha. Đầu này là USB bình thường, đầu này nó có thể kết nối tới điện thoại, máy tính hoặc là Smart TV ha, có bỏ ra xuất thanh là được ha. Anh em nào không rành thì có thể mình hướng dẫn thêm cho. Tôi ở ngoại ô một căn nhà xinh. Dàn này đẹp 95% rồi nè, tiền đẹp khen luôn, loa màu gỗ như rất là sang, góc cạnh đẹp đúng combo ha. Có cô bạn thân sớm hôm lâu xanh đẹp. Lô này thì có hai bộ giống nhau ha, hai đứa chưa ước hẹn lấy một câu, chưa nghĩ đến mai sau. Nhưng đêm thức giấc ở ngàn, nghe lòng thương. Rất nhiều anh em không làm mất thời gian anh em. Chàng này em full tần số nè, bắt rõ nét đặc biệt cho anh em thích nghe đài ha. Thầm thầm chiều trôi khuya anh đi rồi sao trời. Bấm chuyện FM trước đi. Trong bây giờ rồi, hy vọng rằng quý vị khán giả mình tiếp tục đồng hành cùng với chương trình và lát nữa 60. Rồi bấm nữa thì chuyển qua chế độ AOS khi nhập từ điện thoại máy tính hoặc là Bluetooth hoặc ngõ 3.5. Cái này thì mình không cần test luôn, nó quá cơ bản. Rồi mình chuyển qua chế độ digital ha. Nó nhạc từ Smart TV xuống. Chúng dòng sông trong nước giao. Buồn lắm dần trăng. Đêm mồ côi hai đứa. Phải video nói chung nhận video mới nhất từ kênh của mình nhé. Hẹn gặp lại nè.